Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay mình sẽ quay mang đến cho anh em hai chiếc xe. Nhưng mà hôm nay là có thêm một chiếc xe máy nha anh em, một chiếc Honda nha. Và một chiếc xe điện. Đây. Của hai em này đang đi vô nha anh em. Đó. Quay này thì cũng độ máy cũng độ cũng được chơi cũng full dàn chân nha. Full hai dàn chân luôn. Và các thứ luôn. Để mình quay chiếc xe cho anh em xem nha. Mình sẽ quay chiếc này trước và chiếc bên kia sau nha anh em. Hai em ở Mỹ Tho đúng không? Đây hai xe của mấy em này nha anh em. Đó. Đây chủ xe nè anh em. Đây chủ xe. Chiếc quay này thì mình thấy dàn chân được review dàn chân cho anh em cùng xem nha. Dàn chân mình thấy có độ các thứ nhiều lắm anh em. Cái này là kêu bằng cái đùm của Wairo đúng không ta? Wairo đùm phay. Wairo đùm phay nha anh em. Đó. Đùm này bằng sắt đúng không? Bằng nhôm anh. Nhôm luôn phải không? Dạ. Đùm nhôm. Niền thì niền Yoko nha anh em, niền nhôm luôn nha. Đó, đây, có tem các kiểu nè anh em. Niền màu đỏ. Câm này thì câm Nova nha anh em, sáng chói nha. Nhìn câm thấy khá là sáng luôn á. Chạy lâu mới vẫn sáng vậy hả? Qua dữ nè. Một chiếc quay nha anh em. Đây, còn để trước thì heo là heo zin xe đúng không? Heo Wairo luôn hả? Đúng rồi. Vậy là cái này heo zin Wairo đúng không? Dạ đúng rồi. Zin Wairo. Xe là full ốc sa da nha anh em. Đây. Mình thấy full luôn nha, để nó quay số ốc sa da anh em coi nè. Lông dành đỏ luôn nè. Đây lốc máy cũng gắn ốc sa da luôn nè. Đó. Đây từ gấp luôn nha. Gắn các kiểu luôn. Còn vỏ này vỏ Michelin nha anh em. Đây, một chiếc vỏ mình thấy cũng khá là nhỏ và nó ôm như niền xe nha. Vỏ rất là nhỏ luôn. Cái vỏ này mình thấy vỏ hơn cái nhỏ cái điện, vỏ xe điện của xe mình luôn á anh em. Vỏ mình bánh mâm nha, vỏ này bánh có ruột nên nhỏ nha anh em. Đi dàn trên thì em này có độ đèn 2 tầng nha. Đây, có một cái đèn 2 tầng nè anh em. Tầng trên, tầng dưới nè, hai tầng được chia ra nha. Hả? Ok. Để cho mấy chú này họ chạy ra cái nha anh em. Yên là yên GC. Gishin shop hả? Đây, yên này em có gọt lại đúng không ta? Dạ đúng rồi, gọt 2 tầng. Yên có gọt lại nha anh em. Đây, mình quay cái yên gọt lại cho anh em xem nè. Đó. Được gọt thì bọc lại. Còn đây được có độ một cặp bao tay X1G nè anh em. X1G. Đây, cặp bao tay X1G nha. Bên đây luôn. Có dán một số tem nè. Dán tem luôn các kiểu luôn. Còn phần máy thì cái này chỉ em nó độ full xăng điện tử FI anh em. Đây. Để anh bật cái đèn sáng sáng cho anh em thấy nè. Đây cái là cái full xăng điện tử FI nha. Lên được cái full xăng nha anh em. Còn trái rồi thì nguyên zin hết nha, chỉ lên một cái full xăng điện tử thôi. Mobil sơn. Và một cục mobil sơn nha. Cộng mobil sơn là ối vậy. Cái vậy là cái cục mobil sơn nằm phía trong đây mà đúng không ta? Dạ đúng rồi. Anh nhớ nằm trong đây nè. Mobil sườn NGK có cọng dây nè anh em, có cái tên cọng dây luôn rồi nha. Nè. Đó. Full xăng điện tử luôn. Ủa lên mình lên cái full xăng điện tử này nó giúp cho cái gì nè? Chạy ngọt hơn, chứ đỡ ít hao xăng hơn. À. Nó ngọt chạy nó ít hao xăng anh em. Để vài bữa mình kiếm chiếc cúp mình lên cái full xăng điện tử nha anh em. Chạy cho tới một chuyện nha anh em. Nó dữ luôn. Không, anh nghĩ lên cái full xăng điện tử nó có chạy giúp chạy nhanh hơn không ta? Mạnh hơn. Nó giống như nó phun điệu hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, điện tử thì nó có đều hơn anh em. Niền sau thì cũng niền Yoko nha anh em. Yoko niền nhôm luôn. Đây. Đùm sao rồi, đùm zin. Đùm zin xe đúng không? Ai à, sao em họ không phong phay cái phim mấy chỗ này nè. Ôi nước vô hắn bị xét. Xét hả? Đúng rồi. Bị xét 4. Xét 4. Em bị rồi. Yoko niền nhôm màu đỏ nha anh em. Phuộc sau thì là phuộc ISDS nha. Đây một cặp phuộc ISDS bình dầu. Tới tiền. Tới tiền luôn ha. Thì có mấy nấm dặn này anh em.
Đó, bên này cũng bị ếch luôn nha. Ở đây có một cái cài hắn kiển nhôm nè anh em. Đây. Quá dữ luôn. Lên full drop thì ra mắc không ta? Nó cũng mắc ha. Em lên full hết này bao nhiêu con? Cũng nhiều lắm, em không nhớ nữa. Mình thấy cũng hơi nhiều anh em. Đây cũng gắn mạnh. Mấy? Trên cạn gắn luôn. Cái cục này nó dữ. Tính từ con nhỏ nhỏ còn gắn anh em coi chỗ này nè. Nè. Để em dở cho anh em coi luôn nè. À, mà bị gãy hết con cái này. Ủa sao mà gãy vậy này? Chạy chế độ. Trời ơi, quá tệ ốc xe da nha anh em. Đây. Hầu như là mình thấy full xe luôn rồi đó. Chỉ còn một số ốc trong lốc máy là chưa có thôi. Chứ phần ngoài là full luôn nè. Từ cái ống bô nè anh em. Ống bô thì gắn đông đền đỏ luôn nha. Chìa khóa. Nè. Tới cái này còn gắn luôn nè anh em. Được chân nè. Chìa khóa gắn titan. Cục này. Chìa khóa gắn titan nè. Cục nào? Cục xe da bự chảng đó. Cục này chắc 60 chục nè. 80 chục. 80 chục phải không? Hey, chơi xe này chơi tháo bằng đạp nha anh em. Đây bằng đạp tháo luôn nha. Còn gắn nữa anh. Gắn trong. Đây một số ốc xe da quá trời ốc luôn nè. Lốc máy các kiểu nè. 1 2 3 4 này. Anh em thấy nhìn nè, chỗ này là nó full rồi anh em. Nó full cái giọng cái này luôn nè. Tới đây luôn nè. Hồi nãy mình còn cản titan đi. Đây. Tới chỗ này cũng vẫn gắn luôn nha. Mình thấy hồi nãy chỗ này nè. Thiếu hai con. Chỗ này có thiếu 1 2 con nè. Quá dữ luôn. Ở trong đây gắn luôn. Thì cái full xăng điện tử này anh em là có chế một cái nút này ở trên đó nha, nút này khá là hay ho nè. Em bật chìa khóa nút mà chế đèn đúng không? Đó. Chế đèn cho anh em. Đây là một cái nút để chế ở trên đây nè. Anh em nghe cho mày nó kêu nè. Nó kêu đây nè anh ơi. Nó kêu đây nè. Nè. Đó. Ở nhà mình cũng có một chiếc xe có full xăng điện tử này anh em. Nhưng mà chú quay này mà chú quay với mình không có nha. Quay mình không có độ. Mình zin. Để mình kêu em mày nổ máy cho anh em nghe thử ơi, máy móc được ngọt ngào không nha. Không. Quá im rồi nè. Bô này mình thấy bô này em giữ bô zin đúng không? Bô zin hai cổ cho nó khoáng ra rồi. À bô zin nó chưa có móc gì hết nha anh em. Chưa móc bô nha. Đó. Bô zin đạt tiêu chuẩn nha. Em mới nói là làm cái cổ bô này cho thoáng nè anh em. Đây cái cổ bô nè. Đây cái bự luôn nha. Lòng này lòng 109 nha. 109 nè. Chiếc này cho chạy được cái trăm không ta? Chắc cũng cái trăm được chứ hả? Rồi hơn chứ. Qua dữ luôn. Chiếc xe điện luôn nha. Xe điện của em này luôn nha. Chơi hai chiếc luôn, khá chắc trời á. Hay để chiếc xe điện em, để mình đổi cái nón cái làm gì không nổi. Uống cái phun ra cha tí mồm tơi không nổi. Vừa nữa. Nắng quá anh em ơi, để mình đổi cái nón hiển cho đỡ nắng nha anh em. Bầu trời hôm nay mình thấy khá là nắng luôn á. Đó thì một chiếc quay độ nha, mình vừa quay chiếc quay độ cho anh em cùng xem. Bây giờ chuyển qua tới chiếc xe điện nha. Dàn đầu của em này thì được độ ghi băng. Cổ ghi băng được sơn màu đen nè anh em. Ghi băng sơn đen. Tay ga bóp von nè. 103V nè anh em. Cái máy nó hơi trong cam nó hơi chớp nha. Tay hắn này là tay hắn Phantom. Đây. Một cặp tay hắn Phantom mới gắn lại nè, mới keng luôn nha. Mới gắn luôn. Bình dầu anh em. Đây, một cặp bình dầu. Thịnh bên kia thịnh chưa có. Đặt bên chưa có nha. Thì em này thấy xe này cũng vẫn có ốc xe da khá nhiều anh em. Nè, một nè. Hai dàn chân là vẫn xe da hết nè anh em. Mình thấy dàn chân của xe này khá là xịn sò luôn á. Mình quay cho anh em cùng xem nè. Dàn chân trước mới xịn. Hả? Dàn chân trước là xịn nhất. Dàn chân trước phải không? Dạ đúng rồi. Dàn chân trước thì được chơi một cái bánh rút cong của xe máy nha anh em. Đây. Đùm hay đùm nhôm luôn nha. Đùm nhôm. Mã rôm. Đó, đùm nhôm. Đùm nhôm sáng chói luôn. Quá dữ. Cam Uwasaki. Cam này cái này là nền 14 nha anh em. Nền sắt 14. Này hay nó như bánh 18 thôi. Dạ, anh em xem nè, thấy khá là nhỏ luôn á. Anh em hay chạy xe đạp mà niền 18 á, nó giống gì nè. Là niền xe máy 14 là bằng niền kia 18 á. Đi chen nhau luôn á. Chơi lật thì nhà mình có điều kiện thì mình cứ gắn hai cây chơi nha anh em. Đây, cây chơi lật ở dưới là chơi lật C SC nè. Phuộc này phay luôn nha. Phay thái luôn á kìa.
này phay máy anh em, phải cái hàng phay tay thua nha, không phay tay hút công được cái này anh em, cái đường này mà sao phay hút công được anh em. Upside down. Ở trên mới có một cây trợ lực mới gắn chưa được 2 tiếng hộ Olin anh em, mới gắn chưa được 2 tiếng nha. Chỉ là cái mình test này coi khá nặng nha. Kéo qua kéo lại xương xương nè. Nhẹ thôi nha, cũng khá là nhẹ thôi chứ không nặng. Cái này chỉnh nhẹ rồi. Chỉnh nhẹ phải không? Chỉnh nặng để đơ lõn người không nổi, nhận cho nhắc rồi bái. Đang chạy tốc độ cao rớt nằm xe. Mình thấy có nhiều em anh em chỉnh cái trợ lực mà cứng nhắc luôn em vẫn chạy được nha. Khá là hay á. Đến đây đi. Dàn ra bằng tay. Đó, xe này thì dịp sau mà mình nghĩ xe này chắc full nóc xe ra nó anh em. Tại chiếc này em mới chơi full nóc rồi nè. Còn chiếc này chưa nha, chiếc này mới làm sao thôi. Các con đồi cũng mới lên sao thôi. Còn căm niền này cũng mới lên hồi nãy luôn nè. Anh em coi vỏ nè, vỏ còn mới kiên nè, chưa ấy nha. Hay vỏ camel nha anh em. Đây. Nè, thì Juma nè, cục canh nha, cái cục chêm vô cái này nha. Đó. Còn phần nội công á, chiếc này mình thấy nội công khá là im á. Bột xịn đây nè. Bột xịn em mới gắn đúng không? Mới gắn hôm qua. Mới gắn hôm qua luôn mà, nghe còn mùi tem nữa anh em. nghe còn mùi mũ kem đây nha. Bo là 48.2V nè. Bo hiệu Kenley nha. Bo này là bo full xịn 18 sò 1500W. Bo full 10 á. Nghe em là chạy bao nhiêu bình? 8 bình. 8 bình nha. Dây thấy đi là dây khá là bự á. Thì đây là dây cứng hết nha anh em, cho bự hết nha. Đi 6 chấm, dây to hết luôn á. Đây là cục bo nè. Được để yên luôn, yên sao thì đâu cần gắn yên các kiểu là đâu chở ai luôn anh em. Mới nuôi ốc nè. Đâu? Mới nuôi ốc trên xe kìa. Ốc đâu? Chuyện đuôi em nè. À, tưởng là ốc hương mới đây trèo lên chứ. Tự nhiên mình nghe nuôi ốc thì tưởng là ốc hương mới đây trèo lên con hai con rồi anh em. Đây một dàn sò ốc sơ da nè. Sáng này nè anh em. Phục này là phục IHS bình dầu. Một cặp luôn, bên đây bên đó. Còn bánh này là bánh Philips. Bánh này là bánh Philips 1000W 15 cộng. Được sơn lại màu màu hồng cánh nhang. Màu hồng cánh nhang à? Ừ đúng rồi, màu cái chân nhang giống màu chân nhang anh em mới nói mình nhớ rồi. Cái màu anh em thấy nhà cấm nhang cái chân nhang nhang không? Đó, màu này nè. Quá dữ. Chắc kê á. Gấp quay rồi, còn gấp quay được xịn. Gấp quay hả? Lỗ mắt nhất. Lỗ mắt nhất là bao nhiêu ta? 300 mấy, 400. 300 mấy hả? 300 mấy, 400 á. Hình như anh nghe là thường, hình như 200 mấy hay gì á. Mấy thường à, 29. 29, rồi 300 mấy, 400 anh em. Đây, một cái góc quay nha. Đây. Góc quay. Bố hắn này á, cái hắn đẻ này á, là mới lên hôm qua nha anh em. Đây, bố hắn mới lên hôm qua luôn. Hắn đẻ. Đó. Heo 2 bít. Đó. Quá im. Dây này em thấy em ấy hình như giòn lòn dây bự đó anh em. Nè. Mấy dây khá là to nha. Dây này em đi dây 1000W đúng không ta? 2500 ta? 1500 á. Dây 1500W nha anh em. Cái dây bình thường đó, nó nhỏ hơn dây này nhiều lắm nè. Đúng rồi, nhỏ hơn. Cái dây zin đó mình nhớ là nó chỉ phần nửa dây này thôi anh em, nó phần nửa thôi. Giống như chuyện gì 300W. Nó nhỏ hơn cái này tầm cỡ 40% á. Dây này to hơn nhiều lắm nha anh nè. Bao nhiêu nó khá to luôn á, tải thì dư sức rồi. Mình nghĩ nữa em mới chuẩn bị lên cái này là Titan hay Saja nè anh em. Saja. Em mới nói chuẩn bị lên full cái motor này luôn nha. Hai bên luôn á. Em cũng đang kiếm cái vỏ sao nhỏ nhất. Vỏ sao nhỏ nhất hả? Anh nghĩ em có thể lấy cái này. Em gắn vô đây, này nó sao nhỏ nhất. Nó nhỏ nhất mà gắn em nó cái lọt đất luôn. Mình muốn nhỏ là trừ khi giờ em rút câm lại. Rút câm. Rút câm được hả? Rút câm lại bánh hơi to nha. Bự chảy hả? Bự lắm. Anh là chạy không ngon. Để bánh này chạy đi, mốt anh chiếm cho cái vỏ nhỏ gắn. À. Vậy là phải chơi vỏ có ruột anh em. Cái vỏ trước của xe Sonsu nó tầm cái này thôi. Nhưng mà xài vỏ có ruột luôn nha. Đó, mình gắn vỏ có ruột ở đây, mình bơm ruột lên là vẫn chạy được bình thường nha. Vỏ nhỏ xíu thôi anh em, nó cũng tầm này thôi. Thì nó bự tầm cỡ gấp rưỡi này thôi. Bự vô trước một tí. Để em cho em này quay test bánh xe trên không thử cho anh em xem nha.
bình. 8 bình. Vô xịn. Quá ngọt ngào anh em. Có thể nhảy đúng không? Cái này ra nhảy mai vô xịn nó nhảy đúng thẳng mà anh. Để cho em này test đề ba xin dương thử cho anh em mình xem nha. Khá tới một chuyện á. Test luôn, khó test chết bao luôn rồi. Thì viên mà. Test đợi xương cho anh em nghe, tiếng máy đều xương xương các kiểu thôi. Xe này thì trái đều nguyên viên anh em, chưa đổ trái gì hết nha. Mỗi test thì hả? Để mình đi quay chiếc này cho em này test cho anh em xem nha. Chạy ủi ủi vô bãi rác thì không nổi. Từ từ nha. Xích đi nè. Rồi. Ừ, xây bánh khá là ghê luôn á. Khá là im nha anh em. Mình thấy xây bánh khá là gắt á. Làm luôn hả? Quá dữ luôn. Đớp lớp gọn cái mình để cho gắt. Đớp lớp hả? Ờ, đớp lớp này nè. Ok. Rồi, đợi thử rồi. Đợi cứ ép của anh em, từ từ nha, xé bánh nha. Lỏng chip luôn hay rồi, lỏng chip và kích chip rồi. Cái này lỗi cái thật lỏng chip nha anh em, hồi nãy. Thì mới lỗi cái thật xíu anh em, lỏng chip nha, phải kích lại cái nha. Bo này chạy thì nó hay bị với anh em. Anh em phải lấy gì rút á, rút chip lại, cho nó cứng. Để còn để hơi đang chạy á, dặn á. Nó giật cái dắt á, nó lỏng ra, nó bị sực liền. Ngon. Thử lại nè. Ok. Thử lại nghe nha. Bị chụp kêu bên xuống. Bên mới mua luôn nè. Cái đầu anh nó nắng như điên luôn. Rồi cái nón lên nè. Để bút một quá đẹp coi. Ở chổng đi ra nha. Giữa luôn. Rồi tiếp tục nha anh em. Chiếc quay của em nó nãy zin nè. Cứ đổ về hay mình nghĩ zin thì chắc nó chạy cũng như bình thường nha anh em. Nên khỏi tiếp chiếc quay nha. Thì nó cũng chạy y chang máy quay của nhà anh em vậy đó. Chừng nào nữa đợt sau anh em có đem xe máy quay anh em xem nha. Quá êm em đề thấy xe bánh khá là êm luôn á. Ngon. Thấy khá là gắt không bộ? Được. Làm mày đề như vậy? Đề nhẹ hả? Rồi thì mình đưa chiếc quay qua bên khỏi chiếc quay nha anh em. Chiếc quay thì chiếc quay này của em nó chắc chạy như mấy chiếc bình thường đúng không ta? Dạ đúng rồi, hẹn anh em dịp khác thì quay chiếc quay vô. Ok, đợt sau em này sẽ đem chiếc quay vô độ quay cho anh em xem nha. Xe điện em thấy em chạy khá là bóp á. Ê, anh nghĩ là chiếc xe điện này nè có thể là đầy lộn chiếc quay luôn á, dư sức luôn á. Phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, mình xin được tạm dừng kết thúc clip đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip mình. Anh em thấy hay nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ mình. Tạm biệt cả anh em. Đợt sau em này có đem chiếc quay gâu độ lên thì mình quay tiếp cho anh em mình xem nha. Chiếc này sẽ lên full chiếc quay gâu độ này mình thấy độ khá là ghê á. Rồi.